7 nguồn động lực giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. 1. Có thể chưa thấy kết quả, nhưng bạn đang tiến bộ từng ngày. Con đường đi đến thành công là một hành trình dài và đầy thách thức. Có thể bây giờ bạn vẫn chưa đến được nơi mình muốn đến, nhưng nếu suy nghĩ lại, mỗi việc nhỏ nhặt bạn gặp trong cuộc sống hàng ngày đều đem đến những giá trị nhất định. Từ những kinh nghiệm và trải nghiệm đó, bạn nên biết mình đã không còn dậm chân tại vạch xuất phát nữa rồi. 2. Những gì bạn lo lắng không phải là thước đo chính xác. Bạn lo lắng không có nghĩa là bạn đang thực sự gặp nguy hiểm. Phần lớn lo lắng, sợ hãi đều do chính bản thân bạn tạo ra. Chỉ vì bạn nghĩ đến thất bại, không có nghĩa là điều đó sẽ xảy ra. Tất cả đều chỉ là những giả định cho đến khi nó thành hiện thực. Hãy tập cho mình thói quen suy nghĩ và nói những điều tích cực với chính bản thân mình. 3. Luôn hướng về tương lai. Bạn là một kẻ thất bại trong quá khứ, điều đó không có nghĩa việc này sẽ tiếp diễn trong tương lai. Tương lai sẽ phụ thuộc vào chính những gì bạn đang thể hiện ngay tại thời điểm này. Bạn không thể thay đổi được quá khứ, nhưng bạn luôn có thể làm tốt ở hiện tại của mình để tiến tới tương lai tốt đẹp hơn. 4. Đôi khi không đạt được điều gì đó lại là một điều may mắn. Trong cuộc sống, mất đi một số thứ chưa chắc đã là một điều gì đó quá tồi tệ. Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác được mở ra. Như câu chuyện tái ông thất mã, điều không tốt cũng có thể đem lại cho ta cơ hội mới. Điều bạn cần làm là tỉnh táo để nắm lấy cơ hội được tạo ra. 5. Bạn là sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện. Đừng tự trách móc bản thân mình khi chưa làm được điều gì đó, vì bạn vẫn trong quá trình hoàn thiện. Hãy tự hào vì điều này. Có như vậy bạn mới thật sự khao khát được sống, được học hỏi để bản thân tốt hơn mỗi ngày. Như Steve Jobs đã nói, hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ. 6. Không ai có thể sống thay cho bạn. Trong cuộc đời, một số người có thể cùng đi với bạn, nhưng không ai có thể đi thay nó cho bạn được. Bạn là bạn, đừng sống hay cố gắng thay đổi bản thân để trở thành một ai đó. Cũng đừng cố gắng sống cho vừa lòng tất cả mọi người. Chỉ khi đó bạn mới có được hạnh phúc đang có mà thôi. 7. Đừng dừng lại. Để đạt được một thứ gì đó lớn lao và xứng đáng đòi hỏi nỗ lực, thời gian, kiên trì và cả những thất bại. Và mỗi ngày hãy bắt đầu bằng cách phấn đấu để đạt được mục tiêu trên con đường đi tới thành công. Chúc bạn luôn nỗ lực mạnh mẽ hơn chính mình của ngày hôm qua.